doanh thu lợi nhuận của em bây giờ là bao nhiêu? Doanh thu năm ngoái của tụi em là 5,9 tỷ. 5,9 tỷ là tiền gì? Tiền hoa hồng môi giới. Hoa hồng môi giới xem trả lại cho agent bao nhiêu? Năm ngoái thì em trả là 75-80%. Ok. Năm nay? Năm nay thì em giảm xuống khoảng từ 70-75%. Dạ, lợi nhuận thì là đang lỗ. Vẫn đang lỗ khoảng bao nhiêu một tháng? Dạ, trước đó thì là khoảng 100 triệu một tháng. Nhưng mà tháng 4 vừa rồi thì tụi em đã hòa vốn. Cái nguồn hàng của em là đến từ công ty môi giới hay là các chủ đầu tư là chính? Các công ty môi giới là chính. Các công ty môi giới là chính, dạ, đúng em không? Cho các công ty môi giới thuê nền tảng là chính. Sau khi em nói thì anh đọc vị được cái mô hình kinh doanh của em. À, nó là một cái trong một cái mô hình chung gọi là affiliate. Thực ra là cái mô hình này thì trước đây anh cũng đã từng làm rồi, nên là anh hiểu cái mô hình này và anh thấy rằng là cái mô hình của em nó có một cái nguy cơ rất là lớn là các công ty môi giới đấy, đến một ngày đẹp trời khi mà cái họ thấy là các doanh thu của em nó đã khá thì lập tức các công ty môi giới họ cũng sẽ phát triển ra các cái app tương tự, đâu đó bỏ ra khoảng 100.000 là cùng là có thể phát triển một cái app chạy tít thò lò, thì cái đấy ai cũng làm được, nó không có cái long mạch nào để khác biệt cả. À, như anh nói nên là cái mô hình kinh doanh của em nó rất là khó và có cái nguy cơ bị loại bỏ ngay bởi các công ty môi giới. Thì anh nghĩ rằng là cũng có một số những cái ý tưởng để có thể giúp được cho em tránh được cái kết cục đó bằng cách là xoay chuyển mô hình kinh doanh một chút. Nhưng mà long mạch đó là như thế nào thì anh không nói ở đây được. Trừ phi là em cho anh 100.000 đô cho 33% cổ phần. Dạ, yeah, em cảm ơn Sắc Quỳnh. Anh nói thế có đúng nỗi đau của em chưa? Dạ. Đúng rồi. Bởi anh từng chết rồi. Tôi cũng có một công ty bất động sản nhỏ nhỏ, nó làm gọi là làm tay trái thôi. À, thì tôi cũng có vừa có insight về công nghệ, về kinh nghiệm, về ngành affiliate. Tôi đứng ở giữa ngã ba đường để có đầy đủ thông tin, có một chút kiến thức để có nghĩ làm sao để có thể thay đổi được một chút nào đó. À, chưa chắc đã thành công, nhưng nhất là như tôi nói, tôi trân trọng bạn được cái việc là mình có nỗ lực dùng chuyển đổi số để thay đổi thế giới. Đấy chính là cái mong muốn khi mà đầu tư Sắc Tay của tôi. Xin phép thì deal với Sắc Bình là 100.000 cho 20% cổ phần. Quá cao so với cái tiềm năng thực sự của bạn bây giờ. Mô hình kinh doanh của bạn có rất nhiều nguy cơ. Mức offer cuối cùng của tôi là 30%. 30%. Và tất nhiên là cái định hướng nó cũng sẽ phải thay đổi một chút để thực sự là trở thành một nhà môi giới trên nền công nghệ thực sự khác biệt và có giá trị để thực sự tồn tại. Cái đấy thì tôi sẽ tư vấn và sẽ cùng bàn bạc với đội ngũ sáng lập. Dạ, em đồng ý. Rồi, chúc mừng. Cái 45 phòng này tháng cao nhất em sẽ thu lợi, thu lãi về bao nhiêu? 700 triệu doanh thu một tháng. 700 triệu doanh thu và lợi vì nhuận. Hiện tại tháng 4 của em đã qua rồi và cái doanh thu của em là 550 triệu. Lợi nhuận 1/4, coi như là được gần 200 triệu một tháng. Gần 200 triệu rồi. Một tháng lợi nhuận. Lợi nhuận, cái đấy là chưa kể cái bán nội thất bên em nữa. Anh thấy cái mô hình kinh doanh của em nó khác với rất nhiều startup khác, chẳng có yếu điểm gì à? Như khẩu vị đầu tư của anh ấy là luôn đầu tư vào các business nó có tính công nghệ, thì em là cũng có tính công nghệ rồi, bán hàng bằng công nghệ rồi, nhưng nó phải có là khả năng scale lớn. Bây giờ các sắc khác out hết rồi thì bây giờ các em còn cơ hội cuối cùng thuyết phục anh xem là làm sao để em có thể scale được lớn lên. 45 phòng nó quá ít. Thực ra đấy là câu chuyện rất là khả thi đấy ạ. Không cần biết là bao nhiêu cái căn hộ, và em chỉ có 15 ngày trong một căn hộ như thế này là có thể hoàn thành xong rồi. Nó còn scale up rất là nhanh. Cộng với một việc nữa là chúng em gần như là không có khó khăn như là anh đã thấy. Cái việc mà scale up ấy, nó rất là vừa nhanh và chúng ta có thể bán phòng được ngay lập tức. Chắc chắn em phải scale đa thành phố rồi này. Chứ riêng dạ, phố cổ Hà Nội chắc chắn là không đủ dạ, này. Đúng. Là bắt đầu quản lý bắt đầu khó lên này. Xong rồi lại còn tiền. Anh nghĩ cái dòng tiền lớn nhất em cần nó là tiền đặt cọc nhà. Sau đó thứ hai là hoàn thiện. Đấy, xong rồi bắt đầu vào ba là tiền chạy marketing, số 4 mới là lương.
thì em cần như nào? Bên em cũng định hướng là sẽ mở rộng ra toàn quốc. Hôm rồi em có gặp một nhà đầu tư thì người ta có một cái khoảng 38 hectare ở Côn Đảo và người ta muốn là bên em vào từ đầu luôn, thiết kế căn hộ rồi bán nội thất thủ công và sau đó là chia từng căn hộ, từng căn hộ là một cái trải nghiệm riêng. Thì 38 hectare ở một hòn đảo trên Côn Đảo thì em chưa bật mí chi tiết hơn. Để lên được ví dụ như là 500 căn hộ thì em cần gì? Em nghĩ là phải xây dựng cái bộ máy nó phù hợp với cả quy mô như vậy thì em sẽ bắt đầu là tuyển dụng. Đối tác của em thì em nghĩ là cũng tương đối nhiều. Về người ta có thể là nhượng quyền qua mình hoặc là để mình vào từ đầu luôn, tư vấn thiết kế rồi là tạo nên một cái căn hộ trải nghiệm như vậy. Nếu như sát đầu tư thì em sẽ có thể cam kết được cái tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu có thể từ 35-40% doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu nhưng quan trọng anh cần cái tiền thu hồi vốn, cần tiền cổ tức. Để tiền đi đánh gôn chứ. Vâng, trước dịch tỷ suất thu hồi vốn tính bằng tháng là khoảng độ 10 tháng đến 12 tháng là tụi em cũng có thể là refund cho các đối tác rồi. Đã làm thì phải làm lớn. Chứ còn nếu mà làm nhỏ thì chắc không vào làm gì. Anh offer đầu tư em tối đa lên đến 10 tỷ. Còn cái giá trị định giá anh chỉ lấy tối đa 40%, có thể thấp hơn. Tùy thuộc vào quá trình thẩm định. Nó cũng không khác biệt so với cái giá trị đầu tư của em mấy đâu. Nó sẽ up to 40%. Anh không muốn lấy nhiều em mất động lực rồi cuối cùng là nhà đầu tư chết. Thế nhưng mà nó sẽ có những điều kiện. Điều kiện đầu tiên là em phải scale lên 500 phòng. Điều kiện thứ hai nữa là em phải cam kết mức tỷ suất lợi nhuận. Và sau đó nếu mà làm được lên 500 phòng thì sẽ có nhiều cái deal, cái cơ hội khác. Bởi vì anh cho rằng là thị trường du lịch Việt Nam sẽ bắt đầu mở cửa trở lại, sẽ bắt đầu hút khách trở lại trong một vài năm tới.